xin giới thiệu mọi người hệ thống tưới sử dụng đất tưới S2095 lít/giờ, hệ thống tưới phun mưa tại gốc sử dụng cho vườn nhãn và vườn bưởi. Tưới rất chi là đúng chỗ và rất chi là tiết kiệm nước, tưới ngay tại gốc không bị bay ra ngoài. Và trước đây thì anh ấy đã sử dụng một hệ thống đắp bướm 600 lít/giờ, rất chi là lãng phí nước và không hiệu quả. Hệ thống tưới này rất chi là phù hợp với những vùng thiếu nước ngọt và bị nhiễm mặn như miền Tây hoặc là ở Sài Gòn, ở quận 9, Củ Chi, các khu vực gần ấy, cửa sông, cửa biển. Tưới rất chi là đều luôn. Này, so sánh cho mọi người biết giữa hệ thống S2000 và hệ thống tưới vét bướm. Vét bướm là 600 lít/giờ, phun lưu lượng rất chi là lớn và cũng không có phun tại gốc, phun tung tóe lung tung, cây cỏ mọc lên rất chi nhiều. Còn S2000 phun tại gốc, không bay đi lung tung và rơi xuống là thấm nước hết, cây cỏ không thể mọc ở ngoài được. Đây, đây là vườn mít. Trước đây đầu tư rất chìa tốn kém, cứ mỗi một cây đét là sử dụng một cái van khỏa. Đây mọi người nhìn xem, rất chìa tốn kém luôn. Đầu tư rất chìa nhiều nhưng mà không hiệu quả. Bây giờ lựa chọn S2000. Mọi người nhìn qua xem, rất chìa đều, rất chìa đẹp, tưới đúng chỗ cần tưới.